Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đánh nhẫn một chỉ, mình quay lại cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ cung cục để đánh nhẫn một chỉ nhé. Trong lúc vàng nguội không động vào là sẽ làm sụt hết, là vàng là xấu vàng đi. Mình bây giờ đợi vàng nó cứng thì là rồi thì mới được động vào. Đặt nó sẽ rất nhờ cái lõm mình phải láo cho nó bằng bằng. Bây giờ mình sẽ đi cán nhé. Đập xong rồi bây giờ chị sẽ đi cán.
Bây giờ mình sẽ cán cho các bạn xem nhé. Càng cán thì những chỗ này nó càng phẳng đẹp này. Bây giờ chưa cán nhìn nó rất là nhăn nheo. Đấy. Mình cứ cán càng càng lâu thì nó sẽ càng bé và nó càng phẳng đẹp. Nên thì bây giờ mình đã cán xong. Đấy, mình cán đã đủ cỡ của nó, không được cán bé quá, không cán to quá. Cán bé quá thì nhân nó sẽ bé, cán to quá thì nhân nó sẽ thừa ra, nhìn nó xấu. Thì cán vừa, đây mình cán đủ cỡ của nó rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cán dẹp. Vừa nãy mình cán hình vuông như này đây. Đấy, hình vuông như này, bây giờ mình sẽ đi cán dẹp. Càng cắn lâu thì nó càng mỏng. Mình cắn đủ độ dài nó là 50 phân một cái cây này. Bây giờ mình sẽ cầm lý đo xem nó được bao nhiêu phân rồi. Đây mình tính từ đầu này sang đầu kia là đo được đã được 50 phân. Và mình sẽ đo xem nó đủ 50 phân chưa. Đo theo này. Đủ 50 phân rồi này. Bây giờ mình sẽ đến công đoạn cắt. Cắt thành từng cái một và rồi vào chia. Trước khi cắt phải cuốn vào khâu đỏ lên cho nó mềm vàng thì cắt dễ. Như cái lò xo các bạn ạ. Mình sẽ đo lại. Hơn 50 phân một tí.
cắt ra như thế này xong mình sẽ vào cuốn và chia lại. Mình cắt ra thịt gừng cá như này một. Bây giờ mình sẽ vào mình chia. Mình đã làm xong, chia xong rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ việc đi đóng dấu thôi. Mình sẽ đừng đóng dấu từng cái một cho các bạn xem. Đây là dấu tôm mướn, đây là tôm mướn 3. Đây là 4 số 9. Mình đã đóng dấu xong rồi, cái nào cũng có dấu hết. Bây giờ mình sẽ khò đỏ lên để cho nó mềm vàng rồi uốn tròn lại. Đây mình đã khò xong hết tất cả các này rồi. Đều đã khò qua lửa mềm hết rồi. Bây giờ muốn mình đã uống xong rồi, bây giờ đến phần hàn. Thank you.
con này không biết hót sao, con này chưa hót được, không kéo được à? Xong tất cả rồi. Hà xong hết rồi, bây giờ đi nhắn trò. Xong rồi. Mình đã nắn chỉnh xong hết rồi, bây giờ đi lắng bóng. Mình quên chưa đổ xăng nên là phải đổ xăng. Mình xăng rồi. Cái chỗ mình vừa gõ búa mình phụ lên thì mình nó nhô lên, mình lấy búa mình gõ vào đây thì nó sẽ có những vết búa ở đây, mình phải láng. Láng qua một cái này là mất hết những vết búa rồi. Cơm bóng. Móng chỉ cần ghi mạnh cái tay này xuống này. Đấy, ghi mạnh nó xuống. Đấy, thì biết mạnh rồi thì nó sẽ bóng. Tay cầm ghi nó mạnh rồi. Đấy, sẽ bóng. Đây, mình đã cầm bóng xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ lau.
rất là bóng đẹp. Để giết được bên ngoài này. Đã xong bây giờ cá nhân một chỉ rất là bóng đẹp. Đấy, quy trình đánh nhẫn một chỉ thì thế thôi. Mình kết thúc video đấy nhé, các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.